Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nên ngay trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín tị thứ đệ, 10 biến xứ, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn đại từ, nên ngay trong đại từ, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật,
Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả đại từ đại bi, đại hỷ đại xả mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu đại từ, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu đại từ, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, vì muốn viên mãn đại bi, đại hỷ, đại xả, nên ngay trong đại bi, đại hỷ, đại xả, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 tịnh thứ đệ, 10 biến xứ mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả 5 loại mắt, 6 phép thần thông mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu đại bi, đại hỷ, đại xả, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, vì muốn viên mãn pháp không quên mất, nên ngay trong pháp không quên mất, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 tịnh thứ đệ, 10 biến xứ mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả 5 loại mắt, 6 phép thần thông mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu pháp không quên mất. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu pháp không quên mất, do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng.
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn tánh luôn luôn xả, nên ngay trong tánh luôn luôn xả, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng đĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thuần thông, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả 10 đức Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu tánh luôn luôn xả. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu tánh luôn luôn xả. Do nhân duyên ấy mà không có hai tưởng.